Thưa quý vị, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều hôm qua, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về một số vụ án được dư luận quan tâm. Trong đó, với vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết đây là nhân vật được báo chí dư luận xã hội cộng đồng mạng quan tâm và bàn tán thời gian qua. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung lực lượng điều tra, làm rõ, sớm đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, hơn 2 năm qua, báo chí và cộng đồng mạng đã đề cập nhiều đến trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Ngày 24 tháng 3 vừa qua, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân Quá trình điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định từ tháng 3 năm 2021 đến trước khi bị bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng tổng cộng 12 kênh mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok, dân dân để livestream xúc phạm, xuyên tạc, nhục mạ người khác. Về vụ án nhận hối lộ tại cục lãnh sự Bộ Ngoại giao để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi, cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi số người tham gia đông phạm vi rộng cả trong nước và ngoài nước gồm một số cơ quan ban ngành trung ương địa phương xảy ra trong thời gian dài một số đối tượng đối phó rất quyết liệt và điều này làm khá tốn thời gian cho công tác điều tra xác minh vụ việc hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra tiếp tục làm việc với một số cơ quan tổ chức doanh nghiệp địa phương có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc thời gian tới sẽ có những bước đột phá mới trong vụ án